Nhân xin chào anh chị mình nha. Mấy ngày nay thì Nhân đi quay trang trại dê thì cũng có nhiều cô chú anh chị mình á là hỏi là những cái cây nẹp cưa nẹp này nè hay là những cái cây đóng chuồng này mình mua ở đâu. Thì hôm nay thì Nhân đang có mặt tại là xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Rồi Nhân đang có mặt tại là xưởng cưa của cô Sơn Nga. Rồi cô bán rất là nhiều loại cây luôn nha. Rồi có bao vận chuyển mình từ Bắc Trung Nam luôn. Rồi hôm nay thì Nhân sẽ quay sơ sơ cho anh chị mình tham khảo. Đây. Ở đây của mình thì có rất nhiều loại cây nha, là cây gáo nè, cây sao nè, rồi xà cừ, tràm. Rồi cái ở đây là mình có gỗ thì đem tới cô cắt bằng gỗ. Còn dạ được. Dạ. Rồi ở đây á thì nếu mình không có cây á thì ở đây là người ta cắt sẵn cho mình luôn, mình mua khối, mình mua thanh bán thanh. Rồi một tí thì Nhân sẽ để số điện thoại của cô chú ở đây. Rồi có gì thì anh chị mình thì có thể là liên hệ với cô chú để đặt những cái cây để làm chuồng dê ha. Thì bữa giờ lần đầu tiên Nhân mới quay cái cây làm chuồng dê thôi, tại vì nhiều anh chị hỏi quá. Đây có cái thương hiệu của mình luôn nè anh chị mình, đó, xưởng cưa Sơn Nga 0986 197 6967 ha. Đó, ở đây là bao vận chuyển Bắc Trung Nam luôn nha, quan trọng là anh chị cứ hỏi thăm giá cả rồi lên tại xưởng ha. Đó, ở đây cây rất là nhiều cây luôn nè anh chị. Rồi mua mặt cưa bán mặt cưa luôn. Đầy đủ cây luôn nha. Quan trọng là anh chị mình thích cây nào là có cây đó. Cây nào cũng bền hết, nhưng quan trọng là tiền của mình là không có nhiều, không nhiều thì mình mua cây nhiều. Đầy đủ luôn ha anh chị ha. Đấy. Xưởng cưa đầy đủ cây hết. Đây là hiên luôn à. Ở đây là cái vàng để mình cưa cây nè. Kim hương phát đạt. Chỗ này là ô tô nè, ô tô vận chuyển là vô tới nơi luôn nha anh chị ha. Rồi, ngay mặt tiền đường đó, đường nhựa luôn. Rồi, anh chị mình có cần gì thì cứ liên hệ số điện thoại là Nhân để ở dưới ha. Rồi, chào anh chị mình nha.